Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán. Các bạn, hôm nay mình nói về bảng cũ chương nhân 2, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ viết bảng cũ chương nhân 2 ra cho các bạn nhớ chưa đã. Sau đó mình sẽ chỉ các bạn cách học thuộc bảng cũ chương nhân 2, được chưa? Rồi, bắt đầu. 2 nhân 1 bằng 2, được chưa? 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 5 bằng 10, 2 nhân 6 bằng 12, 2 nhân 7 bằng 14, 2 nhân 8 bằng 16, 2 nhân 9 bằng 18, 2 nhân 10 bằng 20. Ok chưa? 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0. Được chưa? Các bạn nhìn quan sát kỹ nè. 2 4 6 8 thấy chưa? Thì đây là 0000. Đây là 0 nè, thì lên 1 nè. 0 2 4 6 8 0 thì lên 2. Thấy chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ chỉ các bạn cách viết bảng của chương 2 cho nó lẹ, thấy chưa? Các bạn quan sát nè. Đây, mình viết ở đây. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, xong rồi tới 0. Rồi tới 2, rồi tới 4, rồi tới 6, rồi tới 8, rồi tới 0. Được chưa? Rồi, nhớ từ đây tới đây ở là 0, các bạn khỏi cần ghi. Được chưa? Tới số 0 nè, thì các bạn tăng thêm 1 nè, 0 rồi lên 1 nè. 1 1 1 1. Tiếp tục tới 0 các bạn lại tăng thêm một cái nữa, 1 lên 2. Vậy là các bạn đã thuộc bảng cũ chương nhân 2 mà không cần phải nhớ 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0. Được chưa? Từ 2 đến 8 là số 0. Từ 0 đến 8 thì số 1. Từ 0 tiếp tục như vậy được số 2. Các bạn sẽ thuộc được bảng của chương nhân 2, nhân cho bất kỳ số nào cũng nhớ được. Được chưa? Rồi, thì để học thuộc bảng của chương nhân 2 nhanh gọn lẹ thì mình khuyên các bạn nên thôi nha. Nên là gì? Đọc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đó, đọc như vậy giúp mình. 2, nè, đọc nè. Chứ vừa, các bạn vừa đọc, các bạn vừa lấy tay các bạn chỉ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Được chưa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vậy bây giờ muốn biết số 2 nhân mấy ra 12 thì các bạn đếm nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, được chưa? Rồi các bạn thấy mấy? 6, được chưa? Vậy 2 nhân 6 ra 10, 12. Tiếp tục, 18 thì các bạn đếm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. À, xin lỗi, 16, 18. Được chưa? Vậy 2 nhân mấy ạ? 10 bớt đi 1 còn 9 nè. Được chưa? Tiếp tục 8 thì mấy ạ? 2, 4, 6, 8. Vậy là nhân mấy ạ? 2 nhân 4. Vậy để học thuộc bảng của chương nhân 2 thì các bạn nên đọc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20. Và trong lúc đọc đó thì các bạn nên dùng tay để các bạn nhớ 2 nhân mấy bằng 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Được chưa? 8 thì 2 nhân mấy? 2, 4, 6, 8. Vậy là 2 nhân 4. Tiếp tục 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 nhân mấy ạ? 2 nhân 6 ra 10, 12. Đó là cách học thuộc bảng của chương nhân 2 dựa vào kết quả. Kết quả này thôi, đọc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, đọc nhuần nhuyễn giúp mình. Các bạn chỉ cần bỏ ra một phút thôi, hay là một ngày các bạn đọc chỉ cần 3 lần thôi,
các bạn đọc trong vòng 1 tháng giúp mình. Nếu mà trong vòng 1 tháng mà bản của chương 2 mà các bạn chưa thuộc thì mình khuyên các bạn nên từ bỏ môn toán, hoặc là các bạn cố gắng đầu tư môn toán nhiều hơn một chút xíu nữa, nhiều hơn một chút xíu nữa, được chưa? Rồi, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.